Này con câu nữa. Con cá anh hai dưới cũng bự bự cá đó rồi đó. Ừ. Chim nữa, được cái chim đủ nó quậy, nó làm quá chứ nó nó rùa con quá rồi, đuổi được chài không được luôn, độ để gô dễ gì nó chài không được, đuổi không dính ra giờ không biết sao bắt. Ừ, chú nuôi nhiều không? Gà nhiều không? Bự bự hết. Chạy không dính, gắp chạy chạy không dính, cặt hết trơn. Ừ, cái đường lưới nè, khùng quá, bự vậy nè. Ừ. Nó sâu đủ. Rồi, ú ú không à. Làm gì lưới, khùng đủ mà nó không dứ. Chạy, giờ không khỏe đủ không khỏe. Thằng chú lưới dài, chú kéo á. Bắt kéo quá ra một lưới 165 ngàn cắt 2 khúc ổn đuổi khúc rồi đủ mẹ đuổi không rồi rồi bỏ luôn mới sở được khúc còn khúc đuổi sở mẹ biết bao lâu ổn đuổi con kéo rồi chứ chỗ ăn nó là cái đọt là cái gì ra nè dính trời đất ơi đem lên đủ mẹ bỏ luôn không kìa ú ú không vô rồi ăn thêm á ổn trời ơi ổn ăn được chơi con dèo đủ ăn cái chim ở ngoài nó ghẻ đâu mẹ lủng dẻo chứ không chịu không nổi này thả ra đây như cái cô đồng luôn ăn bậy ra đây tính người lấy còi này nó ta sửa vô mười cái dồ thì cái dồ cái bán là lớn nè không bán bằng tư chán là đủ mẹ bán ấn tượng chết hoài bán được tính hết ấn tượng mới làm được mười mấy triệu giờ con còn mới cá nhì đó gán nuôi tới tết bán luôn tao giờ chán còn hai ao á đủ mẹ không nuôi tới đó có giá rồi kia cũng hơi kẹt tiền nó bán nó dồ nuôi không có ăn nè không lớn rồi giờ phải kiếm nguồn mồi cho ăn mới được dồ phải cho nó ăn hoặc nó có máy xay á xay rồi muốn cho nó ăn được gom là cái nào theo cái nấy rồi mới giải quyết được đủ bữa. Ừ. Cái chim thì bây giờ với cái đối tượng thì nó ăn muốn đụng tao bứt được mới qua nay hết mấy hôm ở đó mà sống còn không nổi đụng mẹ chán dữ rồi chiến ơi. Con khổng gà mày làm ở Minh Phú cái vậy? Dạ rồi Minh Phú khổng gà nó còn cho làm không? Còn không mấy nay làm lại bình thường rồi hổm rồi nghỉ hả? À? Dạ có hổm mấy đó thì làm cũng ít à làm mấy nhà con ngàn mấy công nhân à. Mấy bữa nay cho vô làm lại à. Không về con ở ngoài cũng tờ cái tháng không đâu về đâu coi như là làm ba là chỗ đây ha. Dạ làm ở lại công ty luôn mấy cá này bỏ cho cha nè không có cho ăn này đâu nuôi đâu tháng ngoài gần tháng rưỡi rồi đó mà đâu hai ba ngón tay không à cái gỗ à ừ cái gỗ bự rồi sao nghe ông cha mày nói hôm đó mà tao nuôi hôm đó là tao trong dèo là ăn được rồi đó. Tao văng lưới đụng mà nó khôn mày thấy lưới kéo vô trong dèo nó là không dính lắm. Khôn lắm. Đụng kéo rồi đuổi đâu nằm đó vậy. Rồi tao làm cái chài, tao chài cũng ăn được cái chài dài là ăn đủ cửa ba cái chim nó soi lúng dèo cho ở ngoài nó vẫn làm nát cái dèo cho người ba cái chim mỏ dữ vậy.
còi rồi kia. Hết lấy mấy còi thổi vô này. Mày mãi là mấy nghỉ bán luôn hả? Gỡ ra cái này cho nó. Ừ, nó học được mấy năm rồi chú? Nó là trường rồi. Con gầy hổm được hổm con bắt làm biến đủ mày nắm rút đủ mẹ gác đến sao đỡ cái này cỡ đỡ còn tay không mua bàn tay lưới cắt lò hai đủ mẹ bao đuổi đuổi gì mới dính rồi chứ không có cách nào thấy hết cách luôn. Hổm con bắt mấy cá rô đồng lên á nuôi cá ngoài không lớn gì trơn thả ra hết luôn nó con mấy chục ký nó phải cho ăn đạm cao được nó ăn phải 35-40 đạm mới được tại nuôi ông dẹo nó không có đẻ được á nó ôm trứng hoài nó nó ôm trứng hoài nó không lớn nó nhôm à rồi thả ra đè hết mua cá này lại nuôi tốn hơn mớ không lấy vốn được luôn nó bị sượng rồi là ăn cá không lớn luôn nè lúc đầu nó cho ăn 40 đạm 4 xong là 35 trung bình là cả 35 đạm là lúc đầu 40 nó màu lớn lắm nó là nuôi nó bắt ta lập dèo rồi cá chim rồi khách rời bắt đầu ta lập dèo nuôi cho nuôi dèo nhỏ thôi nuôi dèo này đủ quá ba dèo cũ con vũ bỏ rồi nó đem vô giá lại nuôi nó kia nó nát chứ giống luôn ra chơi giờ con trả anh cũng cỡ đó ngang 2,5 dài 5 chỗ cái này ngang 4 dài 8 còn cái 5-10 nó bỏ giờ bữa cắt ra làm gạo nó nuôi vịt sim gạo nó đìa nè gạo làm chỉnh sửa rồi nó làm đó. Lấy cái còi này mới được cái còi này nó lấy xong mới làm được đây tết rồi nào đây tới mùa này phải lấy được mà cho nó kịp cái mùa nước nè cỡ nào phải lấy hết nè dưới ông đường tháng 10 ngày rồi ông bán cỡ ừ cái gô à ừ cái gô này nè tháng 10 ngày là ông tiễn ông bán lần lần nó phải đạm mới được nó phải nuôi tới đạm được chứ không tới đạm rồi là đủ thua nó mà cho ăn đâu lúc đầu rồi cho ăn đâu rồi bọt rồi là thua đó à, hư cá luôn á nó hơi không lớn luôn nó sượng luôn nó con gà nó bị chai không nó phát triển nữa con gà lúc đầu mình nuôi rồi mà con gà bị sượng xù lông cái một rồi là đụng mày mày nuôi chết luôn mày nuôi là đủ má từ lỗ thôi chứ không có nói mà hay. Ú ú không ú má còn cách này nữa chài thì thua đó chài là đủ má đi vòng vòng mà chài thì cũng một hai con ăn chơi thôi chứ nó kiếm nhiều là không có được chuối hay hay giữ trời thì cá chim mình luôn giữ trời mấy tổ mày cái đại tượng mình nuôi bằng bàn tay rồi chết mày cái đại tượng đủ nó giục ra hổm nó trong này chết quá rồi cái tát ra còn được mấy trăm con đủ nó lớn lắm hổm đủ nó chết như cái phi gió hổm chết hổm này nó bớt rồi bớt chết rồi hổm chết giấc mấy bữa đủ má mười mấy con còn bằng tay 300 gram cá thì tượng thấy bự bự nó cũng chết hoài 300 gram bữa của Tấn chở nó ông con bự bự không cỡ bằng cái dĩa nè chết rồi ừ thì y hệt hổm là hổm đủ mà sao nó chết luôn ừ, sao hổm chết quá trời hổm chết tao mười mấy con luôn nó chết đủ mấy đêm mấy con kia trời biết sao giờ nữa cái này giờ có con tí thank you.
trình á, đây cái trình cái gì chứ đủ thứ. Sau này không dính cá bổi là không dính đâu, bữa bốn con đuổi lưới về bốn con thả lại. Này xé mặt rồi mẹ lấy nó ra thôi chứ còn giờ đi tới đi lui gì cũng không được hết trơn, chán một cái mẹ. Mai mốt thì nó giảm xuống này, đi lại thoải mái, đi lại trong tỉnh thoải mái. Biết lâu rồi tôi về tỉnh, đem đồ về tỉnh này ngang nay rồi, rồi nó qua lấy rồi đi về này cũng có về bánh, không chiếc đi về bánh nữa rồi đúng không? Cách ly luôn. Này chỉ kỹ được thở ổn đủ má, dần nó kéo lên này. Để lửa lên lắc đầu luôn, đã chở nửa tí bộ tay kia còn giữ đó, tay kia đủ cửa làm mới vót ghim rồi kia mới sợ được. Như này còn sống rộng ăn từ từ cũng được. Đem cái chở trong kết mẹ nhá. Cái này chắc cũng cỡ 7-8 con ký rồi. Con hai với không đâu, không tiễn quán con cái này hết rồi nè. Nó là nuôi lại bán được. Dạ. Bán thì nuôi ngọn mới nuôi được. Bắt bán thì dưa người dèo nhỏ thôi, chứ dèo bự này thua, dèo bự này thôi. Dèo bự này thứ nhất là phải ấy mới được, bán cá chim, tao bị bán cá chim nó hại chứ nó không có nổi. Đây rồi đụng mẹ răng ra cỡ. Còn ta giống như thấy hô, thấy hỏi đâu. Chính gác đủ con chắc mặt đây này, nó gán sở đường tay là nửa tiếng hồ rồi căng ra sở sở là ngồi nghiên cuốn này kia rồi gì đây nó khô sở rồi văng nhãn văng với giờ rồi mà chạy thua đủ con gác mà chạy thua thua thời.